Xin chào các bác ạ. Đây là một chiếc Honda CR-V 2009 vừa được Đăng Phương Auto thực hiện lắp đặt một số đồ chơi. Trong đó có một chiếc cam 360 thương hiệu Owin, một chiếc đầu DVD và một bộ cảm biến áp suất lốp. Cảm biến áp suất lốp tên là 601. Đây ạ, màn hình cảm biến áp suất lốp đây ạ. Bộ này sẽ hiển thị đầy đủ các thông số như là áp suất lốp, nhiệt độ lốp của cả bốn lốp luôn ạ. Đảo lốp cũng rất dễ dàng ạ. Ngoài ra thì bác chủ xe cũng nâng cấp cho mình một bộ cam 360 thương hiệu Owin. Đây là cam trái ạ. Đây là cam phải ạ. Cam phía trước ạ. Đây là cam lùi đây ạ. Cảnh báo, bật cảnh báo lên thì sẽ có hiển thị như này ạ. Dành cho những quãng đường hẹp các bác cần di chuyển qua sẽ căn được hai bên đấy ạ. Các bác quan tâm đến đồ chơi, muốn nâng cấp các sản phẩm về DVD, cam 360 hay là cam hành trình thì có thể để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Em xin cảm ơn ạ.